Cô nói ông thầy Minh Tệ ai chống lưng ổng? Ổng là thành Bồ Tát Đạo mà ai chống lưng ổng? Tôi chỉ người chống lưng nè, cho cô kiếm cái người đó để cô gặp người đó để cô nói chuyện, chứ cô khỏi dạch ra làm chi cực. Ông Phật Thích Ca ổng chống lưng ông thầy Minh Tệ đó. Ông Ma Ha Ca Diết là thầy của ông thầy Minh Tệ mà ổng đã bảo vệ cái hạnh Đầu Đà nay 2000 mấy trăm năm. Không có đối thủ. Hôm nay ông thầy Minh Tệ ổng thừa hành cái lệnh của ông Ma Ha Ca Diết để ổng hành lại cái hạnh Đầu Đà này mà tất cả những vị thầy tu đều phải khiếp. Và kể cả Hồi giáo rồi, Thiên Chúa giáo rồi, Cao Đài giáo đều khiếp sợ ông Minh Tệ về cái hạnh Đầu Đà này. Cô là dân làm ăn, cô là dân kinh doanh, cô là dân tiền của hằng hà. Cho nên cô đâu có ngồi thiền đâu mà cô thấy cái ông Minh Tệ này ông tu như thế nào. Cho nên cô dạch ông dạch sao, đâu có gì đâu để dạch. À, ông 348 giới ông giữ hết ráo rồi, cô dạch gì, có gì đâu để dạch. À, cô dạch ra thì thấy cơm khắc thật của ổng xin thôi chứ không có gì khác nữa. À, với mấy cái chai nước uống rồi đó. À, với cái y phấn tảo của ổng đang bận vậy thôi chứ không. Dạ mô Phật. À, thì trước thì xin thưa cộng đồng mạng, sau đó thì cũng thưa với cô Hằng, chắc cô có nhỏ tuổi hơn tôi nhiều rồi đó, nhưng mà tôi nói vậy cô Hằng ơi, cô thì cô tốt lắm đó. Theo tôi ngồi tôi coi đó, thì tôi thấy cô là tốt á. À, cô làm từ thiện, cái tâm của cô cũng tuyệt vời. À, cô thì nhìn người sáng sủa, đúng là người giàu có. Thì tôi mong cô suy nghĩ lại, vì ngày xưa đó, ngày xưa kiếp trước đó, phước báo của cô lớn lắm cô ơi. Cho nên tôi nói cô phải suy nghĩ vậy nè. Phật nói ta thương người nghèo ít nhưng mà ta thương người giàu nhiều hơn. Tại sao Phật nói vậy? Phật không có nịnh đâu, Phật đâu xài tiền đâu nịnh. Nhưng mà thương cái người giàu, khi người ta giàu mà được người ta làm mất phước, sau này người ta đọa địa ngục một cách khủng khiếp. Còn cái người nghèo, tuy người ta không tiền nhưng không bạc, nhưng người ta làm mướn xong rồi chiều người ta đi vô chùa người ta tụng kinh. Nói cô vậy đó. Cho nên là cô á, tôi á, tôi tội nghiệp cô, tôi thương cô. Cô tỉnh cái tâm này đi. Cô nói ông thầy Minh Tệ ai chống lưng ổng? Ổng là thành Bồ Tát Đạo mà ai chống lưng ổng? Tôi chỉ người chống lưng nè, cho cô kiếm cái người đó để cô gặp người đó để cô nói chuyện, chứ cô khỏi dạch ra làm chi cực. Ông Phật Thích Ca ổng chống lưng ông thầy Minh Tệ đó. Ông Ma Ha Ca Diết là thầy của ông thầy Minh Tệ mà ổng đã bảo vệ cái hạnh Đầu Đà nay 2000 mấy trăm năm. Không có đối thủ. Hôm nay ông thầy Minh Tệ ổng thừa hành cái lệnh của ông Ma Ha Ca Diết để ổng hành lại cái hạnh Đầu Đà này mà tất cả những vị thầy tu đều phải khiếp. Và kể cả Hồi giáo rồi, Thiên Chúa giáo rồi, Cao Đài giáo đều khiếp sợ ông Minh Tệ về cái hạnh Đầu Đà này. Cho nên cô đừng có nghĩ ai chống lưng cho ổng đâu. Người ta tu khiết thật lắm cô ơi. Cô về cô nhiếp tâm đi, ngồi thiền đi. À, ngồi thiền để mình nhiếp tâm, mình coi cái ông này, cái ổng tu như thế nào. Chứ còn nếu mà tôi tội nghiệp cô, nếu mà cô nói sai á, thì cộng đồng người ta nói này nói kia cô. Tội nghiệp cô là người nổi tiếng, cô là người có danh có lợi, cô là người á, là người ta rất kính trọng vừa việc làm vừa rồi của cô. Cô đừng để mình rớt cái đó uổng lắm cô. Cái danh dự, cái uy tín của mình, cái danh dự uy tín của mình dùng tiền mua không nổi đâu cô. Cô suy nghĩ đi, mua không nổi đâu. Thì cho thấy ông Minh Tệ có mà ba y một bát thôi mà cái danh dự của ổng bây giờ là bay khắp bốn phương, bay từ châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, bay qua tới Hồi giáo, đi thành đoàn. Cô thấy vậy là cô biết rồi. Cho nên cô suy nghĩ lại đi, bỏ cái ý định mà dạch thầy Minh Tệ đi. Tại vì tôi không phải tôi chê cô cái gì hết á, nhưng mà cô không, chưa có đúng mà cô là dân làm ăn, cô là dân kinh doanh, cô là dân tiền của hằng hà. Cho nên cô đâu có ngồi thiền đâu mà cô thấy cái ông Minh Tệ này ông tu như thế nào.
cho nên cô dạch ông dạch sao đâu có gì đâu để dạch à, ông 348 giới ông giữ hết ráo rồi cô dạch gì có gì đâu để dạch à, cô dạch ra thì thấy cơm khắc thật của ổng xin thôi chứ không có gì khác nữa à, với mấy cái chai nước uống rồi đó à, với cái y phấn tảo của ổng đang bận vậy thôi chứ không có gì để dạch nữa đó. Quá tuyệt vời. Cho nên hôm nay tôi cũng như là một người hơi tuổi hơi nhiều hơn chô một chút, nhưng mà tôi có tu học, tôi phiên cô Nam Mô A Di Đà Phật, tôi phiên cô là người phước báo lớn, đừng để mình mất cái phước tội nghiệp sau này còn con cái mình nữa cô à, còn công ty mình nữa, mà giờ cô đang danh tiếng mà tại sao rồi cô bây giờ cô nói chuyện với mấy cái người khác thì tôi không nói đâu, tôi không dính dấp gì vụ đó đó, bởi vì tôi người tu mà, nhưng mà cô đừng có nói tới ông Minh Đại, tại ổng quá tuyệt vời. Cái thế giới này 7-8 tỷ người ha, 7-8 tỷ người mà theo tôi nghĩ á, nếu mà những cái người nào tu á, khoảng chừng 5-6 tỷ gì đó là có thể theo ổng hết rồi. Bị gì 348 hạnh của Bồ Tát giới người ta giữ cái ráo rồi. Con nhìn đi, con nhìn hết những cái clip của ổng mà truyền thông nó quay á, cô thấy cái nào ổng sai? Không cái nào sai. Cho nên cái người không biết tu á thì người ta nói à, ông Tại, ông Minh Tại ổng tu cho ổng. Nhưng ổng đang tu cho tất cả mọi người. Ổng đang tu cho muôn vạn chúng sanh này. Khi đang còn đang ngủ say, tất cả chúng sanh đã nhìn thấy ông Sư Minh Tại là người ta tỉnh giấc liền. Người ta tỉnh thức liền, cô có hiểu điều đó không? Cho nên chả cần phải cho ai tiền của, chả cần phải cho ai nhà cửa, nhưng chỉ cần người đó giữ được cái hạnh của Ngài Minh Tệ đưa ra thì họ đã tuyệt vời rồi. Cho nên cô biết tiền của ở thế gian này nó muôn ngàn vạn vậy chứ nó không có bằng cái pháp của Phật đâu. Cô về cô nằm đêm cô suy nghĩ là tôi nói Phật ngày xưa người ta là cung điện luôn đó, người ta vua luôn đó. Còn cô thì bây giờ cô giàu có hàng thứ mấy tôi không rành nữa, nhưng mà chắc cô không có giàu nhất Việt Nam đâu à, cho nên tiền của mình không có bao nhiêu. Mà cô á, lỡ mà cô đi phỉ báng ông thầy Minh Tệ rồi á, là đời cô sẽ khổ. Không phải khổ ngay cái trần gian này đâu, cô khổ luôn cả cái địa ngục ở dưới nếu sau này cô đọa khiếp đảm. Cô nghe lời tôi đi, tôi rất là tôi thương cô, tôi phiên cô, tôi là người học A Di Đà Như Lai, tôi phiên cô, không bao giờ tôi nói nặng nhẹ gì cô hết, nhưng mà cô nên rút lại cái lời nói của mình và định cái tâm của mình lại để làm một người bậc nhất. Thấy không, có nhiều người ta đưa cô lên người ta nói cô bậc nhất, nhưng mà cô đừng cô để cô làm bậc chót thì tội nghiệp cô chi. Ổng có cái gì đâu mà cô đi tranh với ổng chi, đừng có nói ổng. Ổng tu sao ổng tu kệ ổng. Ví dụ cô à, thấy ổng đi cô thích thì cô cúng dường, ổng thích cô không cúng à, cô kêu tôi cúng ổng sao á, đừng có nói gì tới ổng. Ổng đâu có, ổng phải chi mà ổng là có thêm một cái đại nam hai nữa thì tranh cạnh với cô thì cô đi tranh với ổng thì tôi không nói. Còn cái này ổng có cái gì đâu à, có cái phân tạo với cái nồi cơm điện không mà cô tranh với ổng là cô thua rồi, cô thua cái à, cô thua ổng rồi đó. Nói thật với cô vậy, cô suy nghĩ đi, cô thua ổng chắc luôn. Tại vì ổng có vậy đâu mà tranh à, cho nên thôi cô mát mẻ đi, suy nghĩ lại đi cô. 20 này tắt đàn luôn đi, đừng có nói cái gì nữa đó à, rồi cộng đồng mạng nó có người người ta không có tu đâu cô, người ta không tu như tôi đâu, cho nên người ta nhiều khi người ta có những cái lời xúc phạm cô á là tội nghiệp cô thôi. Cô là người nổi tiếng mà, cô là người người ta đang kính trọng à, cô á là từ thiện, người ta là khen cô dữ lắm, theo tôi biết khen cô nhiều dữ lắm. Cô làm nhiều chuyện phước báo mà bây giờ cô lại làm chuyện giải trí, nó đâu có ích lợi gì cô. Phải gì vừa à, cô nói với ông thầy Minh Tệ được 2-3 chiếc nhẫn tỷ 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 đó, được 2-3 chiếc nhẫn ngàn tỷ nữa, thì cô nói cho tôi cô không cả cản cô nữa. Cô này cô nói với ổng đâu có được cái gì đâu, chỉ được là cộng đồng mạng người ta là phẫn nộ cô thôi. Thì thôi cô suy nghĩ đi, coi tôi phiên cô nhiêu đó. Ráng nằm đêm suy nghĩ nha, đừng có 20 này đừng có lên nữa. Trời ơi, mình giàu có là phước báo mình quá chừng, người có không suy nghĩ đó.
suy nghĩ đi. Cô thấy cô cũng người như người ta, cũng tứ chi như người ta, mà sao người ta cũng bằng đầu tắt mặt tối mà người ta có đâu. Còn cô thì bây giờ hô một cái là tiền không hậu ủng, mà sao mà cô không suy nghĩ cái đó mà cô đi là đòi vạch ông Thịnh ngay tại chứ ổng có gì đâu vạch. Đó tôi chỉ cô rồi đó là cô dễ hiểu. Chống lưng vào ổng là ông Phật Thích Ca đó. Đó, mà người mà kêu ổng đi đó là ông Maha Ca Diết đó. 13 hạnh đầu đà của ông Maha Ca Diết. Mà ổng hành đủ hết không có thiếu cái gì hết. Cho nên cái thế gian pháp này người ta khiếp ổng như vậy á. Thì cô nghĩ một mình cô mà cô chịu nổi cái thế gian pháp này không? Cô chịu không có nổi đâu. Cô nên nghe lời tôi, cô xếp cái dù lại đi vô nhà đi. Trời ở ngoài mưa dữ lắm. À, mưa ở ngoài lớn lắm đó. Nếu mà cô đi lỡ nó lật dù là ướt mình cô đó. Thì tôi khuyên cô như vậy đó. Thì cô suy nghĩ hay không suy nghĩ đó tùy cô. Thì, rồi thì tôi nói tới đây đó thì cô cứ về tự suy nghĩ nha. Ở ngoài tôi báo cô một lần cuối nữa là ở ngoài trời đang mưa rất lớn, để dân chúng người ta cấy cày làm ruộng để có gạo ăn. Mà nếu cô không nghe lời tôi, cô che dù cô đi ra thì gió thổi lật dù, lúc đó cô đừng có nghĩ sao mà không ai nói cô. Rồi thì tôi nói như đó là chú có gì hỏi nữa không? Dạ mô Phật, thì theo những cái lời nói của thầy Minh Không nói thì con cũng đang suy nghĩ. Nhưng mà ở cộng đồng mạng thì cũng có một cái chiều hướng đi ngược lại nữa. Là có một cái chiều hướng đi ngược lại là nói cô Phương Hằng chỉ mới nói là chỉ ra cái điểm yếu với lại cái điểm mạnh và cái người đứng phía sau thôi. Cô Hằng chưa có nói gì đến thầy Minh Tuệ luôn. Nhưng mà cộng đồng mạng lại là quay xe cô và nói những cái lời lẽ không hay với cô. Thì theo cộng đồng mạng giải thích như vậy thì mình thấy mình có là ok chưa thầy? Thì cộng đồng mạng thì nói chung là nói chung một nửa người ta quá thương của ông Minh Tuệ đi. Cho nên khi mà ai mà nói tới ông Minh Tuệ á là người ta dậy sóng nè. Dạ. Tại vì cái hạnh của ông quá tuyệt vời. Cho nên là không biết là cái cô Hằng này là cổ là muốn dạch cái gì. Nhưng mà thật ra thì không có gì để dạch nữa hết á. Dạ. Tại vì tất cả trên thế giới nè. Tất cả cộng đồng mạng nè. Mấy tháng nay người ta đã nhìn thấy hết rồi. Hoặc là có người gặp ổng nhiều 4-5 năm nay nữa là người ta đã nhận ra cái thật của người ta của ổng rồi, có gì đâu để dạch. Yeah. Đó, cho nên là cái những người trong chùa hoặc là những cái người nổi tiếng hoặc là những người gì đó thì cứ ham là đụng tới ông Thầy Minh Tuệ để chi vậy ta? Nghiệp nặng lắm đó, khổ lắm đó. Yeah. Chứ không phải đùa đâu. Tại vì quý vị không có ngồi thiền định cho nên mấy vị không hiểu thôi. Đụng tới một bậc chân tu giả mới đụng, mấy vị đụng sao cũng được hết. Tu mà cầu danh cầu lợi, tu mà mặc áo mấy chục triệu là mấy vị đụng sao cũng được á. Cái đó hộ pháp chư tôn người ta không có gia hộ đâu. Yeah. Còn một bậc chân tu mà tu hàng Bồ Tát này nè, hộ pháp chư tôn, chư tôn, chư thiên, người ta lúc nào cũng đi quanh quẩn bên ông. Cho nên các vị đụng vào thì các vị sẽ khổ ngàn đời luôn. Tôi nói các vị vậy cho các vị hiểu. Tại vì tôi tu tôi đã thấy điều đó. Cho nên quý vị nên nhớ rằng từ xưa đến nay biết bao nhiêu ông, biết bao nhiêu ông tu, cũng có người cũng có người đắc pháp chứ không phải không. Nhưng mà để đi trải nghiệm hạnh đầu đà mà từ Bắc vào Nam này tính ra bao nhiêu ngàn cái số, ta mấy ngàn cái số đó. Yeah. Mà đi mấy lần như vậy đó thì cũng khó có người mà đi được. À, chứ ngày xưa rồi Sư Minh Đăng Quang cũng tu, ngài cũng tu đắc pháp, Sư Minh Đăng Quang cũng đắc pháp, nhưng mà nó ngộ lắm. Cái người tu đắc pháp thường bị người khác hại. Ngày xưa Sư Minh Đăng Quang cũng vậy, cũng đắc pháp mà biết ám hại ông mấy lần, biết bao nhiêu lần, rồi cuối cùng ông mất tích. Có một, chỉ có là Bồ Tát là Thích Quảng Đức thôi. Tại vì ổng đã tự thiêu rồi. Cho nên Ngô Đình Diệm ép
À, khi ông tự thiêu rồi thì gia đình Ngô Đình Diệm đều chết cháy hết. Tự chết cháy. Có cái gì? Cho nên đụng tới hàng Bồ Tát là phải rảnh cái quả như thế. Tôi chỉ Ngô Đình Diệm đó. Ngô Đình Diệm là ngày xưa làm vua luôn đó. Là làm tổng thống như làm vua rồi. Dạ. Đúng không? Làm tổng thống như làm vua rồi. Nhưng ngài đã ép là Bồ Tát Thích Quảng Đức. Tự ổng tự thiêu. Bây giờ ổng còn cái trái tim của ổng thành xá lợi. Cho nên người ta mới gọi là Bồ Tát Thích Quảng Đức. Hiện bây giờ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang giữ chứ không có chùa nào giữ đâu. Dạ. Khi đó là lấy từ nước ngoài về, lấy nước nào về là tôi đã quên cái vụ đó rồi. Nhưng tôi thì cái đầu tôi nó dở lắm. Khi nói thì tôi nhớ, nhưng mà tôi chỉ nhớ cái trái tim của ổng là lửa 2-3 ngàn độ đốt không cháy. Nghĩ trái tim con người mà lửa 2-3 ngàn độ đốt cháy không? Dạ. Nó thành tro luôn rồi đó, chứ đừng có nói. Nhưng người, cái bậc chân tu người ta đạt đến cái đỉnh giới Bồ Tát rồi. Đó. Thì bây giờ ông Minh Tệ cũng thế đó. Quý vị muốn đụng đụng đi. Dạ. À, quý vị muốn chửi chửi, muốn đụng đụng, quý vị làm thử đi. Tôi nói quý vị có tiền 1-2 triệu bao quá, chứ đừng có nói 2 triệu, 1-2 triệu tỷ, 100 tỷ ăn nhầm gì. Thấy không? Nhưng dạ. Mà quý vị đụng tới nghiệp rồi á, là nghiệp nó không có đụng tới tiền quý vị đâu. À, nó chỉ quý vị té một cái thôi là quý vị không có ăn cái gì được hết á. Rồi quý vị ngồi đó câm mà nhìn thấy tiền mà khổ vĩnh viễn cuộc đời luôn đó. Tôi nói quý vị thử quý vị làm đi. Rồi nhiều cái nghiệp để quý vị trả lắm, chứ không phải nó không lợi nhà quý vị hốt tiền hết đâu. Tôi nói thiệt quý vị đừng ý mà mình là tiền hô hộ ủng rồi mình muốn làm gì làm. À, cái nghiệp nó tới rồi là quý vị thấy khiếp lắm. À, là tôi nói ở đây là tôi nói mọi người khác nha, chứ còn riêng cô Hằng là tôi phiên rồi thôi, tôi không có nói. Nhưng mà nên tất cả suy nghĩ lại đi. Đừng nghĩ mình tiền nhiều, hay là đừng nghĩ mình bây giờ đủ tứ chi vậy nè. À, mình nói không ai bóp họng mình đó. Nhưng mà hộ pháp chư tôn người ta đứng cái trận á. Ừ, bây giờ anh lo làm ăn hay là anh lo đụng với hàng Bồ Tát nè. Người ta tu người ta có mắc mớ nhà anh không? Đó, thì tự người ta chỉ hỏi một câu đó thôi. Thì quân của người ta đang tu lớp lớp hàng hàng ở dưới đây nè, không phải là người sống không đâu. Mà kể cả người chết nữa. Cho nên quý vị, và tôi nói là quý vị, nếu mà quý vị nào không tin tôi, giờ ông thầy Minh Tại ông ngủ sáng đêm ở trong Gò Mã đó, quý vị theo quay lén ông thứ ngủ bình thường á, nhưng mà quý vị ngày mai quý vị vô, quý vị ngồi ngay chỗ ổng đi. Rồi quý vị ngủ được, tôi kêu quý vị bằng cha tôi á. Thử coi bậc tâm linh nó quần quý vị cỡ nào. Cho nên cỡ ổng mà tâm linh còn chưa dám rớ. Bởi vì người ta tu quá khiết thực, tu quá tuyệt vời. Người ta buông hết, ái dục người ta buông sạch nhách hết. Kiến tư hoặc trần xa hoặc vô minh hoặc không còn cái thứ gì. Mà không biết rồi quý vị thấy sao mà cứ mấy vị đi chỉ trích ổng hoài, tôi không hiểu nổi luôn. Quý vị đọc kinh đi, đọc kinh Đại Bác đi, đọc kinh Pháp Hoa đi. Quý vị coi Phật dạy như thế nào, chỉ như thế nào. Quý vị thấy coi thấy cái tội nghiệp của mình như thế nào, rồi quý vị sẽ làm. Quý vị phỉ báng một người bình thường thôi là quý vị thấy quý vị đã mang tội rồi. Quý vị phỉ báng cái bậc chân tu thì tội đâu mà đếm nổi. Dạ. Đếm không nổi đâu. Cho nên nó nhiều tội lắm, chứ không phải là giờ tôi tiền nhiều quá, giờ nó tôi có 100 ngàn tỷ nè, giờ nó lấy 50 ngàn tỷ cũng còn 50 ngàn tỷ xài cũng đâu hết. Thế mà giờ nó buồn quá nó lấy 30 ngàn tỷ nó còn 20 ngàn tỷ xài cũng đâu hết. Nhưng mà nó không lấy 20 ngàn tỷ 30 ngàn tỷ ở đâu. Nó lấy cái mạng quý vị á. Rồi quý vị lấy đâu quý vị xài. Nói cho quý vị biết vậy đó. Nó không lấy cái tiền đó đâu. Đó, cho nên quý vị sẽ suy nghĩ kỹ ra đi, quý vị sẽ nên làm. Có nhiều người á, quý vị thấy không? Cái bà già kia mà tôi đi cúng á. Tôi nói quý vị á, cái bà già kia mà tôi đi cúng á, một tô nhẫn 2 chỉ, 3 chỉ, 4 chỉ, 5 chỉ một tô vậy nè. Bà chỉ gào lên bỏ xuống, gào lên bỏ xuống. Không ăn được. Yến Trung Quốc á, yến Trung Quốc mà nghe nói là 600-700 triệu, 600-700 triệu về một ký á. Mà làm vô một cái chén ba lớn, một cái ly ba lớn như nè, là để cho bà húp một miếng để cho nó khỏe. Không húp được một miếng nào luôn. Quý vị nhìn cái đó là quý vị biết lời Phật nói là không bao giờ dốc hết. Ông Phật là chưa bao giờ nói dốc ai.
mình mới nói dốc thôi chứ ông Phật là không bao giờ nói dốc. Cho nên quý vị nghe lời Phật dạy đi, có nghiệp là có nghiệp, quả báo là có quả báo, không chạy thoát đâu. Rồi con có gì để hỏi nữa không? Dạ quá hay, thì những cái lời giải thích của thầy thì con cũng mong là cái tới ngày 20 tháng 10 này thì có thể nếu mà sẽ ngưng, hoặc là nếu mà cô Hằng có nói đến thầy Minh Tệ thì sẽ dùng những cái lời hay gửi đến thầy Minh Tệ để cho cái mọi chuyện nó sẽ lắng tới. Đúng những rồi. Người yêu mến thầy Minh Tệ thì tôi cũng yêu mến thầy Minh Tệ. Dạ. Còn những người yêu mến cô Vân Hằng đó thì vẫn yêu mến cô Vân Hằng để cho bác Dũng với lại cô Hằng còn làm những cái việc đúng rồi. Cái việc thiện, những cái việc tốt để đúng giúp rồi. Cho đời. Còn thì... nếu mà xảy ra một cái sự cố nào mà hai bên cứ tranh luận như vậy á, mà hay là cô Hằng nói đúng hay là cô Hằng nói sai gì á, thì nó sẽ nằm ở một góc, nó sẽ không có còn hay và tốt đẹp. Đúng rồi. Vô Phật. Thì tôi á là giờ một lần nữa và tôi cũng khuyên với cô Hằng với anh Dũng á. Dũng thì tôi kêu anh thôi, chắc không nhỏ tuổi hơn tôi sáu mấy tuổi, tôi 63 rồi, ông biết nhiêu tuổi à. Rồi tôi thấy ông nhỏ hơn tôi á. Thì tôi khuyên hai người là nổi tiếng. Hai người là nổi tiếng mà cộng đồng người ta đang yêu mến về cái việc làm của mình. Thôi, hai ông bà nắm tay vô ngủ rồi gác tay lên trán suy nghĩ lại việc làm của mình đi. Đừng có lên nữa. Tôi yêu cầu, tôi không phải yêu cầu gì, nhưng mà tôi mong suy nghĩ lại 20 này đừng có nói gì nữa, để cho cái uy tín của mình nó sẽ tràn ngập thế gian này mà nó không mất đi một miếng nào. Còn đụng tới ngày Minh Tệ có lợi nhận gì đâu, có tiền bạc gì đâu, phải chi ổng làm cái Đại Nam 2 á, thì mình dứt ổng để mình làm Đại Nam cũng được. Còn cái này ổng có cái Y Phấn Tảo với nồi cơm điện, không mình đi đụng ổng chi, để cho ổng tu thành Phật đạo, cho Việt Nam ta có Phật, cho con cháu ta đời đời trường tồn mãi mãi, cho sau này cháu con của chúng ta biết cái hạnh đầu đà này để họ tu, để họ giải thoát. Chứ còn quý vị bây giờ quý vị đi dạch tới dạch lui rồi quý vị, mà quý vị có trì kinh niệm giới gì đâu, quý vị có là Tam Tạng kinh điển quý vị có biết đâu, quý vị biết ổng đúng hay sai. Quý vị có à, quý vị làm ăn nè, là quý vị tối ngày quý vị kiếm tiền tỷ tiền đầu này kia nọ nè, quý vị có đụng tới kinh, quý vị có đụng tới thiền không, mà quý vị biết cái hạnh đầu đà này đúng hay sai. Cho nên quý vị chỉ nghe người ta nói thôi, chứ còn quý vị chả có biết cái hạnh đầu đà này à, ổng hành như vậy đúng hay 348 Bồ Tát giới người ta, quý vị biết không? Không ai biết hết, mà cứ lên là nói là đúng sai ở đó hoài. Làm ăn thì mình cứ lo làm ăn đi, lo làm giàu đi, rồi lo làm từ thiện đi, rồi để cái tiếng thơm của mình nó bay khắp nơi. Còn ổng tu thì để cho ổng tu, rằng là con cháu sau này nó biết cái hạnh đầu đà nó tuyệt vời lắm. Cho nên quý vị thấy không, không biết không, rồi cứ đi vô chùa rồi gặp ông này, ông giảng kiểu này, ông kia ông giảng kiểu kia, rồi ông giảng rồi ông nói trời, nói đất, nói chay, nói đồ cũng bu vô cười. Thấy tội nghiệp không? Đó tội nghiệp lắm đó. À, chứ tôi nói vậy không được, tôi nói vậy tôi dẹp liền chứ không có nghe đâu. À, tôi học kinh pháp mà đâu có nghe vô thầy tu mà già mà giỡn hết rồi là nói này nói nọ, tôi không có nghe cái vụ đó, mê tín cuồng si không có xài mấy vô đó. Ờ, nhưng mấy ông nào mấy ông coi ông khen ông thầy bốc quà là tôi đâu phải. Không phải tôi, không phải là tôi cái gì, tôi không phải tôi nói tôi mình hay, nhưng mà cái chánh pháp của Phật, một bậc chân tu như mấy ông mà ngồi trên pháp tòa để mà giảng là mình phải chánh tâm, chánh nghiệp, chánh tinh tấn. Chứ đâu phải mà lên đó mà giảng tầm bậy tầm bạ, ngồi cười hắc trên đó rồi là diễu cợt như là Hề Thanh Nam vậy làm sao? Tu Phật đâu có chuyện đùa được, đâu có làm, muốn làm gì làm. Cho nên trời xanh mấy ông đó như vậy rồi, mấy ông nói thôi. Tóc lóc đó. Thầy Minh Tệ vậy hỏi nó không biết. Thấy chưa? Dạ. Đó. Cho nên khi xưa mà Đức Phật nói phàm làm việc gì phải suy nghĩ cái hậu quả của nó. Cái câu đó của Phật đưa ra đó. Yeah. Phàm làm việc gì phải suy nghĩ cái hậu quả của nó.
Cho nên cũng một lời nói mà người ta làm giàu, cũng một lời nói mà người ta làm vua, cũng một lời nói mà làm tan hại tan nhà hại cửa là ông Pháp Hòa đó. Ông thầy Minh Tệ đi như vậy, ông nói ông không biết thì ông nói dốc rồi. Mà phạm vào cái giới đó thì tu hạnh gì. Dạ. Ông nói tối ngày ông mặn không có không. Thầy tu ông mặn kiểu đó ông tu gì. Cái đó ông tham tiền, tham gạo gì đó, chứ còn cái đó để người phàm người ta mặn, người ta đói khổ, người ta mặn đầu tắt mặt tối. Còn ông đi tu mà ông vô đó, ông mặn không có giờ nghỉ thôi. Tham đắc còn nguyên. À, tu hạnh gì ngộ vậy? Rồi, gì, chú cứ hỏi tiếp đi. Dạ, mô Phật. Dạ thì đây là câu chuyện của cô Hằng đó thì... Ở đây thì quan niệm cô thấy thì chỉ có cô Hằng lên tiếng nói, còn bác Dũng thì chỉ thầm lặng ở phía sau thôi. Chứ bác Dũng thì không có cái nói. Thì con cũng mong là xoay qua câu chuyện thì tới 20 này sẽ được tốt đẹp ở đây ha. Dạ, dạ. Dạ rồi thì hết clip thì tôi cũng mong anh Dũng thì tôi chắc anh nhỏ tuổi tôi kêu qua mời anh đi. Tôi thì người tu khiêm tốn, đúng ra sinh con có nhiều người ta cũng không chịu, chứ tôi muốn con luôn à. Tại vì mình tu hành rồi, của mình cũng không hơn ai mà cũng không có làm gì ai rồi, cho nên là nhưng thầy Minh Tệ đó, ông con nhưng mà đâu có ai kêu ông con đâu. À, có ai kêu ông thầy Minh Tệ con không? Đó, cho nên là có cái mình, anh ráng anh phiên bà xã đi. Bây giờ gia đình mình là quá giàu có rồi. Việt Nam này mình là không phải là hạng thường. Đó, cho nên là mình ráng giữ cái uy tín của mình. Ông Minh Tệ, ổng có gì đâu mà đi vô tranh luận với ổng. Đó, cho nên là ví dụ anh cứ nói chỉ là bây giờ mình tranh với ai, người ta làm ăn với mình ha, trong cái cuộc đời này mình tranh với ai ha, mình tranh với xã hội này ha, mình làm ăn như thế nào đó để có cơm có tiền ha, lát nữa mình lên bảy vài triệu tỷ nữa. Ví dụ vậy. Chứ còn tranh với cái ông một y ba bác này mà tranh ổng làm gì, mà dạch với ổng chi? Dạch đúng sai để làm gì, đâu có ích lợi gì đâu. Phải dạch đúng sai được vài ngàn tỷ bỏ túi cũng nên dạch. Còn dạch ổng ra cộng đồng người ta đó, cho nên anh thôi nói bả mát mẻ đi, hai vợ chồng nắm tay vô đi ngủ đi, đừng có nói gì nữa đó. Dạ, tôi khuyên vậy đó. Dạ, mô Phật. Mô Phật.